Chào anh em, tôi là Vinh và sau đây mình sẽ tiếp tục review cho anh em thêm một cây kìm rất là độc đáo của Hàn Quốc Pro, một cây kìm 7 inch 180mm. Cây kìm này có gì hay? Kìm này là kìm 201, anh em nhìn thấy cái kết cấu đó không? Wow, quá tuyệt vời luôn. 5 piston with chain. Cái kìm này có thể thay đổi được 5 kiểu khác nhau nha. Đó, kìm này à. Lần đầu tiên mình thấy luôn á anh em, lần đầu tiên luôn. Đó, mình sẽ cho anh em xem nó hay như thế nào nha. Quốc Pro nó có nhiều cái hay ho lắm. Cái kìm này giá chỉ có 324.000 thôi, đảm bảo khai sale của video này là anh em mua như tôm tươi luôn. Quá ok, quá rẻ và nó làm được rất là nhiều cái thứ hay ho. Hàn Quốc Pro hứa hẹn sẽ là một trong những cái hàng mà sẽ là hot nhất tại store là một trong thời gian tới luôn. Với chất lượng và giá cả của nó thì thật sự nó quá cạnh tranh. Nó quá cạnh tranh với hãng khác, và đặc biệt là hàng này có đầy đủ hóa đơn chứng từ để ok, quá ngon luôn. Thì đây là một cái kìm cắt. Anh em thấy không? Nó rất là nhẹ nhàng luôn. À, cái kìm này dùng để cắt dây điện nè. Cắt dây điện. À, đây. Cắt dây điện nè. Cái kìm này kìm cộng lực nha, cắt rất là nhẹ luôn. Hoặc là anh em dùng để cắt dây cứng nè. Ôi quá dễ dàng luôn nè. Rồi, cắt đinh nè. Cắt đinh nè ha. Đinh nè. À, đinh nè. Ôi trời, chuyện nhỏ. Quá nhẹ nhàng luôn. Cộng lực mà anh em nhìn thấy cái kìm là biết chắc chắn là kìm này cắt rất là nhẹ luôn. Nè. Đó, anh em thấy không? Cắt xong nè. Không hề có một cái dấu hiệu bị mẻ. Cái này đó dấu cắt. Dấu cắt là sao? Tại vì mấy cái kìm này á là cái kìm nó sẽ cái rưỡi này nó sẽ đi da nhiệt thêm, cứng thêm nên nó sẽ là màu đen. Nên khi mình cắt á nó sẽ lòi ra cái phần kim loại bên trong á, chứ nó không có bị cái gì hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái hay ho của nó nè. Cái kìm này nó có thể thay được cái tư thế. Mình bóp vô đây ha. Xoay. Bóp đây. À, xoay. Đó. À, ok, thử. À. À da. Vậy không có thể cắt. Ngu rồi. À, chuyển qua vậy đi, chuyển qua vậy. Đó. Chuyển qua vậy ha, cho nó cong ha. À, xoay. Đây. Cho nó hơi cong cong vậy ha. Chẳng hạn như mình đưa vô mấy cái tư thế hơi khó, mình cho nó cong cong. Rồi, cắt. Rồi này dướng. Đây. Em hãy coi nó bóp được mới cắt nha. Nó bóp vô sát hai cái lưỡi mới cắt được nha. Đây. Oh, quá ngon chưa? Đó, đây nè. Quá đã. Xoay kiểu khác nữa. Ví dụ mình muốn tăng cái lực, mình muốn tăng cái khoảng cách này ra để chi? Tăng cái lực bóp. Thì anh em mở ra như thế này. Anh cắt. Đó, quá ngon luôn. À, mũi kìm cực kỳ độc đáo luôn anh em, thấy không? Kìm này bị hiếm không á? À, này là bình thường nè, bình thường của nó nè. Còn nếu người ta muốn xoay theo chiều khác nữa. Tại sao mình xoay như thế này? Thì trong một số cái trường hợp á, anh em đưa vô cái góc hẹp quá, bên trái bên phải nè, à, mình đưa góc hẹp quá mình cắt không được, thì mình sẽ lấy mình bẻ như này mình cắt, à, bẻ như này mình cắt, nè, à, ngon lành chưa? Quá trời đã luôn. 324.000 cho cái kìm này nha anh em. 324.000 thật sự anh em nào mà sưu tầm được cái kìm này rất là độc đáo luôn á. Trên thế giới không phải có nhiều hãng nó sản xuất cây kìm như này đâu. À, đây là cái hãng duy nhất mà mình thấy mình bán hiện tại là có sản xuất cây kìm kiểu giống như này á. À, chỉ có Hàn Quốc Pro có thôi. Eo tà leo me hết. Mã số của nó là 031184 nha. 031184 hay xem trên website của mình để mua sản phẩm này. Giá chỉ có 324.000 thôi, một mức giá rất là phù hợp luôn. 324.000 cho một cây kìm như thế này. Rồi, quá đã. Rồi anh em muốn mua hàng thì đến địa chỉ 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, Phố Hồ Chí Minh nha. Hàng này đang có sẵn khoảng 2-3 cây gì đó. À, còn thời gian đặt hàng tầm khoảng 5-7 ngày nếu mà anh em đặt mình nó hết hàng. Rồi, số điện thoại là 0287 300 7368. Tôi là Vinh, cảm ơn đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn.